Ngày hôm nay, Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế đã đến 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề liên tiếp do bão lụt và úng ngập là Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Bình và Thanh Hóa để đánh giá nhanh những ảnh hưởng của lũ lụt đến sức khỏe, dinh dưỡng của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và vấn đề chăm sóc trẻ, an ninh lương thực của người dân sau bão lụt. Tại mỗi tỉnh, thì đoàn khảo sát và đánh giá tại một số xã bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, kiểm tra thực phẩm, vệ sinh môi trường và nước sạch. Đồng thời, đoàn đã hỗ trợ một số sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng nặng nhằm can thiệp phục hồi sức khỏe cho các bé. Về dinh dưỡng, khuyến cáo các ban ngành đoàn thể địa phương cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân ăn uống đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thực phẩm bị ôi thiêu, mọc mầm, có mùi lạ, chua, mốc và các thực phẩm bị nấm mốc, tập trung và ưu tiên chăm sóc đúng cho trẻ nhỏ, vận động người dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất để tạo nguồn lương thực thực phẩm, cải thiện bữa ăn gia đình, đảm bảo dinh dưỡng. Ngành y tế địa phương tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động lựa chọn trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, hướng dẫn cách sử dụng và theo dõi đối tượng trong thời gian can thiệp phục hồi.